Polaris hồi sinh bằng thiết kế màn hình gập. Hãng công nghệ Trung Quốc Lenovo không hề giấu giếm tham vọng gia nhập cuộc đua smartphone màn hình gập. Ngay từ năm 2017, Lenovo đã ra mắt nguyên mẫu thử nghiệm chiếc máy tính bảng với màn hình có thể gập đôi để trở thành smartphone. Với tên gọi Folio, thiết bị này trang bị một màn hình 78 inch đạt độ phân giải 1920x1440. Khi người dùng gập lại, máy sẽ biến thành chiếc SBAZ TPHONE55 inch. Cuối tháng 9 năm 2019, Lenovo cũng đã đăng tải một đoạn video trên trang mạng xã hội Weibo về một chiếc smartphone với thiết kế độc đáo, có thể uốn cong và gập lại được. Mặc dù cho đến nay Lenovo vẫn chưa cho ra mắt chiếc smartphone có thể gập được của riêng mình, nhưng theo giới thạo tin, Lenovo sẽ không ra mắt smartphone màn hình gập mang thương hiệu của hãng, mà sẽ sử dụng thương hiệu Motorola, công ty con mà Lenovo đang nắm quyền sở hữu. Theo trang công nghệ Sinatech, tại một buổi họp báo vừa diễn ra ở Trung Quốc, Lenovo đã cho trình chiếu một đoạn video dài 33 giây về ý tưởng của chiếc điện thoại Motorola Ra, nhưng được hồi sinh lại dưới hình hài của một chiếc smartphone màn hình gập. Trên thực tế, đây không phải là clip do Lenovo hay Motorola thực hiện, cũng như không hề liên quan gì đến smartphone màn hình gập sắp ra mắt của Lenovo, mà đây là đoạn video do chuyên gia đồ họa người Ấn Độ Watt A Khan tạo ra, để mô tả ý tưởng về chiếc smartphone ra màn hình gập. Đoạn clip ý tưởng của Guang A Khan cho thấy chiếc smartphone màn hình gập của Motorola có thiết kế khá giống với chiếc điện thoại ZAZ V3 trước đây, với kiểu thiết kế gập vỏ sò và một màn hình ở phía bên ngoài. Tuy nhiên khi mở ra bên trong, thay vì màn hình chính và bàn phím vật lý như trước thì toàn bộ bên trong là màn hình cảm ứng được trải dài. Câu hỏi đặt ra là tại sao Lenovo lại sử dụng đoạn video của Guang A Khan tại một sự kiện họp báo của mình? rất có thể bởi vì video của Wak A Khan được dựng dựa vào các thông tin và hình ảnh bị dò dỉ trước đó của smartphone Motorola ra màn hình gập, nên mức độ thực tế và chính xác khá cao cũng như có nhiều nét tương đồng với sản phẩm thực sự mà Motorola đang phát triển. Quan trọng hơn, việc trình diễn đoạn video tại buổi họp báo của mình như một lời khẳng định gián tiếp rằng Lenovo và Motorola đang hồi sinh chiếc điện thoại ra dưới hình hài của smartphone màn hình gập. Đây là tin vui với những ai yêu thích dòng điện thoại di động huyền thoại ra của Motorola với một số đại diện nổi tiếng như V3, V3i hay Ramax, với doanh số hàng trăm triệu máy trên toàn cầu. Theo tờ báo The Wall Street Journal dẫn lời một số nguồn tin thân cận từ Lenovo thì chiếc smartphone ra màn hình gập của hãng sẽ có mức giá 1.500 đô la Mỹ, nghĩa là rẻ hơn so với Galaxy Fold của Samsung, 1.980 đô la Mỹ, cũng như Mate X của Huawei, 2.600 đô la Mỹ. Nhiều khả năng sản phẩm sẽ được tung ra thị trường vào mùa hè năm nay. Tê Thủy